người năng lực rất mạnh, hiện tại là của ta đồ cáp giả phụ mẫu xong bận bịu có muội có phòng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Khụ khụ, lờ mờ ẩm ướt hẻm nhỏ, hứa thành che ngực ngồi xuống, cúi đầu xem xét áo sơ mi màu trắng bị ám sắc vết máu nhuộm đỏ. Quay đầu nhìn một chút, trên mặt đất có một bãi lớn huyết dịch, đã ngưng kết biến thành màu đen. Hứa Thành có chút mộng, không phân rõ trước mắt là hiện thực vẫn là nằm mơ. Hắn xuyên qua, sau đó bị người một đao đâm chết. Hung thủ thủ pháp rất lão luyện, từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần, một đao chí mạng sau cấp tốc thoát đi, ngay cả cái bóng lưng đều không lưu lại. Thời khắc hấp hối, ngay tại Hứa Thành cảm khái mình phí công xuyên qua một chuyến lúc, vết thương thần bí biến mất, lại sống đến giờ. Chết rồi, nhưng hoàn toàn không chết ngồi yên một hồi, hứa thành mới nhặt lên rơi ở một bên cặp công văn, vịn tường đi ra ngoài. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo không trung tung xuống trắng bạch ánh trăng. Xuất hiện tại hứa thành tầm mắt bên trong, là một tòa sắt thép thành thị, cao vút trong mây khu kiến trúc tựa như liên miên chập trùng gò núi, màu đen lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra làm người đè nén sắc điệu vô số ống thép ống nước dây điện răng khắp nơi đem thành thị bên trong vốn là có hạn không gian cắt chém thành lượng lớn khối vụn hứa thành từ trong túi công văn lấy ra điện thoại di động dự định báo cảnh có thể kế thừa nguyên chủ ký ức hắn rất nhanh liền bỏ đi hành động này york thành phố đây là một tòa có thể so với gót thâm tội ác chi đô có sức sống xã hội đoàn thể tầng tầng lớp lớp chị an hoàn cảnh bốc lên ngày sau người năng lực rất mạnh, hiện tại là của ta đồ cáp giả thích mang bằng hữu về nhà hiếu khách muội muội. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, hứa thành thở dài. Được rồi, mình bây giờ tay chói gà không chặt, căn bản không tư cách xen vào việc của người khác, mạnh xính anh hùng kết quả tốt nhất cũng chỉ là nhiều đưa một cái đầu người mà thôi. Không đúng, chói gà chi lực có lẽ còn là có, nhưng tự ngu tự nhạc cũng không được việc a à cô. Bụng bắt đầu kêu lên, giữa trưa bởi vì tâm tình không tốt chưa ăn cơm, sau khi tan việc lại uống một chút rượu, một mực đói bụng đến hiện tại đã là bụng đói kêu vang. Trời đất bao la không có ăn cơm lớn, hứa thành quyết định trước nhét đầy cái dạ dày lại nói, hắn bỏ xuống các loại tạp niệm, quay người tiến phòng bếp trong tủ lạnh chứa đựng nguyên liệu nấu ăn không ít, hứa thành quen thuộc bắt đầu nấu cơm, hai đời đều là người có nghề, làm đồ ăn thường ngày vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh liền làm xong hai cái người phân lượng, nhưng hắn không có hô hứa giao cùng hà bội ngọc đi ra ăn cơm, mà là một mình ngồi vào trước bàn ăn bắt đầu ăn như hổ đói sau khi ăn xong lưu lại một phần đồ ăn che lại giữ ấm, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, hứa thành ngồi vào phòng khách trên ghế salon, cho mình ngâm một ly trà, sau đó mở tivi. Trên tivi dán một chương ảnh gia đình, một đối tuấn nam Mỹ nữ ôm hai cái phấn điêu ngọc chắc đứa trẻ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên hai vợ chồng này liền là hứa thành cùng hứa giao phụ mẫu mẫu thân đi công tác bên ngoài ngẫu nhiên gọi điện thoại về mà phụ thân hai năm trước rời nhà trốn đi sau tung tích không rõ đến nay đều không có tin tức hứa thành mở tivi sau bắt đầu nhìn tin tức muốn nhiều tìm hiểu một chút cái này với hắn mà nói còn cực kỳ xa lạ thế giới khác đây là một cái hủy diệt sau trùng sinh thế giới Trăm năm trước, chẳng biết tại sao bạo phát thế chiến, chiến tranh triệt để phá hủy xã hội loài người. Nhưng nhân loại cũng không triệt để diệt tuyệt, tại kinh lịch 30 năm hỗn loạn không có thứ tự về sau, còn sót lại nhân loại trùng kiến trật tự, lấy cực lớn tính bền dẻo lại lần nữa phát triển. Nhưng là trừ nhân loại ra, còn có chút kỳ quái đồ vật cũng theo xuất hiện, đã thẩm thấu đến xã hội các mặt. Tỷ như muội muội của hắn, xem hết tin tức hứa thành lấy điện thoại cầm tay ra xem các loại có đặc sắc áp khoa học kỹ thuật trình độ cùng hắn xuyên qua trước so không kém bao nhiêu một số phương diện càng thêm tiên tiến một số phương diện lại cực kỳ lạc hậu đột nhiên hứa thành giật mình tỉnh lại cúi đầu nhìn xem điện thoại di động trò chơi hình tượng ta làm sao đang chơi trò chơi cái này nhất định là nguyên chủ tàn lưu lại ký ức quán tính nhất định phải vượt qua hắn quyết định đem ván này đánh xong liền không chơi hừ cùng ta liều ngươi có thực lực này sao nhìn qua địch quân căn cứ bạo tạc hình tượng hứa thành hừ hừ cười một tiếng ngay sau đó lại kịp phản ứng dùng tay vỗ vỗ cái chán ở trong lòng lên án mạnh mẽ chính mình hứa thành a à hứa thành tại nguy hiểm như thế thế giới bên trong ngươi tại sao có thể trầm mê hưởng lạc hung thủ tùy thời có khả năng nhảy ra mai nở hai độ, ngươi không nói trước làm tốt phòng bị, chẳng lẽ không muốn sống sao? Lại chơi một ván, sau đó liền đem trò chơi tháo rỡ. Ca ca, ngươi lại tại chơi đùa, một đạo băng thanh âm lành lạnh bỗng nhiên ở sau lưng vang lên, hứa thành run một cái, kém chút điện thoại cho quang. Hắn đứng lên về sau nhìn, phát hiện Hứa Dao chẳng biết lúc nào từ trong phòng ra, Lặng Yên không tiếng động đứng tại ghế sofa đằng sau. "Ngươi?" Hứa Thành đang muốn lên án mạnh mẽ nàng dọa người hành vi, liếc qua cửa phòng đóng chặt gian phòng, nói ra khỏi miệng lời nói lập tức thay đổi. "Bằng hữu của ngươi đâu?" hứa sao mặt tái nhợt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nếu như không phải bờ môi có động đậy dấu hiệu cơ hồ khiến người tưởng rằng cái người chết nàng đã trở về hứa thành miễn cưỡng cười một tiếng cảm giác mình mồ hôi muốn xuất hiện trở về ngươi coi ta là mù loà sao hắn mặc dù đang chơi trò chơi nhưng một mực không có buông lỏng cảnh giác nếu quả như thật có người từ trong phòng ra làm sao có thể không có phát giác được đương nhiên xuất quỷ nhập thần hứa sao là một ngoại lệ nàng di động thời điểm cùng quỷ đồng dạng không có thanh âm huống hồ lấy hà bội ngọc phát tình mẫu tinh tinh bộ dáng nàng nếu quả như thật muốn đi trăm phần trăm sẽ tìm đến hứa thành muốn cái số điện thoại di động cho nên chân tướng của sự thật chỉ có một cái hà bội ngọc đã biến mất tại cái kia quỷ dị gian phòng bên trong tại nguyên chủ ký ức bên trong, hứa giao không lên học không làm việc, ngẫu nhiên mới có thể ra một chuyến cửa, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang về một cái kỳ kỳ quái quái bằng hữu Có đôi khi là người, có đôi khi không biết là cái gì, có khi thậm chí là nửa đêm mới trở về. Mặc dù hứa giao mỗi lần đều sẽ nói những người bạn này đã trở về, nhưng nguyên chủ chưa bao giờ thấy qua bọn họ rời đi nguyên chủ chưa từng cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, hắn sớm thành thói quen trong mắt hắn, hứa giao liền là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực muội muội mà thôi. hiện tại hứa thành chỉ muốn phát ra một tiếng chuột chuỗi tiếng kêu nhỏ yếu bất lực cái quỷ a à, ca ca hứa giao sâu kín ánh mắt rơi vào hứa thành quần áo trên người y phục của ngươi ô uế hứa thành mới nhớ tới mình còn mặc một thân nhuốm máu quần áo hôm nay vừa xuyên qua có chút không quen ngược lại đem việc này quên mất hắn đang chuẩn bị mượn cớ hồ lộng qua hứa giao vừa tiếp tục nói đây là máu người nói nàng duỗi ra một đoạn nho nhỏ đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm tái nhợt môi máu người là mùi vị gì hứa thành vừa mới nghĩ đến lấy cớ lại nuốt trở về nghe nói máu người là thối tuyệt không ăn ngon, thật sao, hứa giao lại có khác biệt ý kiến. Vậy ngươi làm máu ruột, vì cái gì ăn ngon? Hứa thành, lần sau làm cái máu ruột đâm thân, ta để ngươi ăn đủ. Hắn cảm giác chủ đề đang theo nguy hiểm phương hướng đi vòng quanh, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Người lời ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy, bình thường hứa giao, một ngày nhiều nhất không cao hơn ba câu nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Bởi vì, Hứa Dao trống rỗng đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nói lời kinh người. Hôm nay Kaka nhìn cực kỳ lạ lẫm, tựa như đổi cá nhân, đứa nhỏ ngốc Hứa thành nhe răng cười một tiếng. Bởi vì Kaka ta quyết định từ bỏ trò chơi một lần nữa làm người, cố gắng kiếm tiền nuôi ngươi, khí chất không giống, người mới có thể cảm thấy lạ lẫm. Hắn mặc dù đang cười, nhưng phần lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hứa giao đôi hứa thành không có phản ứng, nhiệt độ không khí tựa hồ đang giảm xuống, hứa thành cảm giác được trước mặt quỷ dị nữ hài, chính đang phát tán ra làm người ta sợ hãi hàn khí. lâu bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất, mọi âm thanh yên tĩnh, ngay cả trong phòng khách nguyên bản ánh đèn dịu dịu, tựa hồ cũng biến thành trắng bạch lạnh lẽo hứa dao không nhúc nhích, rất khó quan sát được lồng ngực của nàng phải chăng tại bởi vì hô hấp mà phập phồng, tái nhợt màu da tựa như thi thể. Nàng đen nhánh như đầm sâu hai mắt, cứ như vậy yếu ớt nhìn chằm chằm hứa thành, trống rỗng ánh mắt dường như muốn đem người hút đi vào. Hứa thành cố giả bộ chấn định, với ý nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không cách nào xác định, này quỷ dị đáng sợ nữ hài có phải hay không phát hiện mình thay thế ca ca của nàng khởi tử hoàn sinh nếu quả như thật bị phát hiện có thể hay không bị kéo vào kia hắc ám gian phòng bên trong cùng hà bội ngọc đồng dạng triệt để biến mất hứa thành cảm nhận được càng lúc càng lớn tinh thần áp lực ép tới hắn sắp không chịu nổi cảnh cáo lý tính giá trị ngay tại hạ xuống tiếp cận đường ranh giới một hàng chữ bỗng nhiên xuất hiện tại hứa thành đầu óc bên trong tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài người năng lực rất mạnh hiện tại là của ta đồ cáp giả yêu mến hài tử ôn nhu mẫu thân nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hứa thành đang kinh ngạc về sau liền là một phần không tưởng tượng được cuồng hỉ đến rồi đến rồi kim thủ chỉ rốt cuộc đã đến là hắn biết, người xuyên Việt không thể không có kim thủ chỉ tựa như 3D khu không thể không có tiếp pha. Chỉ là làm hàng chữ này sau khi xuất hiện, đầu óc bên trong ngoại trừ một cái 71 số lượng bên ngoài, liền không có cái khác. Hắn đem lực chú ý phóng tới 71 cái số này phía trên lúc, lập tức xuất hiện một nhóm nói rõ. Lý tính giá trị, làm lý tính giá trị giảm xuống lúc sẽ xuất hiện sức phán đoán hạ xuống, e ngại, nóng nảy hoặc hậm hực các loại trạng thái, làm lý tính giá trị giảm xuống đến không lúc sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ, nổi điên hoặc tự sát kim thủ chỉ liền cái này. Hứa Thành lập tức có một loại quần thoát khăn tay bày xong, kết quả ấn mở video phát hiện là SpongeBob mãnh liệt cảm giác thất vọng không phải là không thể xông, liền là quá gian nan một điểm. Hứa giao còn tại dùng trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm hứa thành, cho hắn tiếp tục mang đến áp lực tinh thần mạnh mẽ, thằng đô la sai viết hoa. Hứa thành trong tay điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ tĩnh mịch, êm tai tiếng chuông tại lúc này ngược lại có vẻ hơi chói tai. Hắn cúi đầu xem xét, điện báo biểu hiện là hai chữ, mụ mụ. Hứa giao cũng chú ý tới điện báo biểu hiện không tiếp sau hứa thành không dám do dự nếu không lộ ra sơ hở sẽ càng nhiều hắn vội vàng lựa chọn nghe đưa điện thoại di động phóng tới bên tai điện thoại bên trong truyền tới một ôn nhu dễ nghe thanh âm tiểu thành chỉ nghe thanh âm này liền có thể tại đầu óc bên trong phát họa ra một cái tài trí mỹ lệ thành thuộc phụ nhân hình tượng hứa thành mẫu thân chân thực bộ dáng, so thanh âm càng thêm phát triển, cho dù ai thấy được nàng lần đầu tiên, đều sẽ cho rằng đây là một cái yêu nhã mỹ lệ giáo sư đại học. Chỉ ít cũng là tri thức uyên bác lão sư. Trên thực tế, hứa thành mẫu thân thật là một cái giáo sư, bất quá là tại cái nào đó tư nhân trường học lên lớp, quỷ mới biết cái gì trường học vậy mà cần đi công tác 2 năm cũng không trở về nhà. Tiểu thành, có hay không ăn cơm thật ngon? thời tiết lạnh muốn nhiều mặc quần áo ngủ sớm dậy sớm không nên thức đêm nhớ kỹ thật tốt đi làm người là ca ca muốn chiếu cố muội muội hứa thành mẫu thân ngữ khí không vội không chậm êm tai nói nội dung mặc dù phổ thông thậm chí có chút lải nhải lại bao hàm lấy một cái mẫu thân thật sâu lo lắng cho dù ai nghe được lời như vậy, đều tìm không ra cái gì mau bệnh, hứa thành cũng chọn không sinh ra sai lầm, trừ phi là đòn khiêng tinh chuyển thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, hứa thành mẫu thân ra ngoài đến bây giờ đã hai năm, mỗi tháng sẽ đánh một lần điện thoại về nhà, mỗi lần nói lời đều là giống nhau như đốt. Dòng dã hai năm, mấy chục lần điện báo, tất cả phát biểu một chữ không kém, ngay cả ngữ khí đều không có biến hóa chút nào hứa thành xem hết ký ức sau cũng hoài nghi cái này là có người hay không cầm cái ghi âm đang cố ý chỉnh hoạt sao sao thành ngữ mạng chỉ sự việc mà người bình thường khó có thể làm được nhưng nếu như chỉnh hoạt sao có thể tiếp tục hai năm cũng là đủ không hợp thói thường mỗi lần đều là giống nhau phát biểu chẳng lẽ liền không sợ bị xem thấu thật đúng là không sợ bởi vì nguyên chủ dòng dã hai năm cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp Tiểu thành, mụ mụ rất nhớ các ngươi. Mẫu thân rốt cục lại nhải xong, tưởng niệm chi tình cơ hồ muốn từ trong điện thoại di động tràn ra tới. Mụ mụ thật rất nhớ các ngươi, thật hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu giao đến tìm mụ mụ đoàn tụ, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề mới đúng. Trước kia nguyên chủ đều là nói khéo từ chối, biểu thị sự nghiệp của mình chưa được không nghi đi xa, hẳn là cùng muội muội trong nhà chờ mụ mụ trở về nhưng hứa thành lại nghĩ thăm dò một chút cái này thông điện thoại đến cùng có phải hay không ghi âm hắn thử dò xét nói vậy ngươi bây giờ ở nơi nào điện thoại đầu kia lập tức an tĩnh lại hứa thành yên lặng chờ đợi trong lòng có chút lo sợ bất an lại có một chút sắp để lộ đáp án chờ mong đang chờ đợi trong khoảng thời gian này chung quanh trở nên an tĩnh dị thường yên tĩnh đến hắn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập ngoại trừ tiếng tim đập bên ngoài còn có như có như không tiếng hít thở là từ điện thoại đầu kia truyền đến nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có một cá nhân đứng ở bên cạnh đem mặt tiến đến hắn bên tai hô hấp đồng dạng không là thật có người ở bên năng lực rất mạnh hiện tại là của ta đồ cắp giả tự sát mối tình đầu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ngày thứ hai hứa thành đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường tối hôm qua nếm thử kích hoạt kim thủ chỉ, một mực nếm thử đến dạng sáng, 18 giống như tư thế đều làm qua, kết quả chính là mị nhãn vứt cho mù loa nhìn, không thu hoạch được gì. Cái này kim thủ chỉ tựa như cao ngạo nữ thần, đối với hắn đầu này làm điệu làm bộ liếm chó chẳng thèm ngó tới, nửa điểm phản ứng đều không chịu cho, lý tính giá trị ngược lại là khôi phục lại 96 điểm. Ai, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý làm một đầu hèn mọn liếm chó đâu. Hứa thành ai thán rời phòng, rửa mặt sau tiến vào phòng bếp làm một trận đơn giản bữa sáng, mình ăn xong lưu một phần, đến muội muội hứa giao cửa phòng đóng chặt trước nhẹ nhàng vừa gõ. Giao giao, lên, còn chưa có nói xong liền kịp phản ứng, vội vàng đem lời nói nuốt trở về, nhảy lên xa 3 mét, cấp tốc cùng cái này nguy hiểm gian phòng kéo dài khoảng cách trong lòng của hắn rõ ràng đối hứa giao vô cùng kiêng kỵ kết quả lại tại bất chi bất giác liền bắt đầu làm điểm tâm sau đó hô đối phương rời giường hiển nhiên là bị thân thể quen thuộc cùng nguyên chủ ký ức ảnh hưởng đến khả năng cũng có tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt dẫn đến đại não tương đối chỉ độn cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt bên trong cũng không truyền ra rời giường động tĩnh hứa thành biết hứa giao trong thời gian ngắn là không sẽ ra tới tranh thủ thời gian trượt trở về gian phòng của mình cầm lấy cặp công văn chuẩn bị đi ra ngoài rời đi trước hắn do dự một chút đến phòng bếp tìm một chút công cụ giấu ở trong bọc đụng phải thời điểm nguy hiểm còn có thể có một chút điểm sức tự vệ có cái hung thủ ở bên ngoài nhìn chằm chằm hứa thành là không quá nguyện ý rời nhà nhưng hắn có thể trốn ở trong nhà bao lâu một ngày hai ngày vẫn được lâu lời nói nguyên bản liền hoài nghi hắn hứa giao có thể hay không đối với hắn cái này thay thế ca ca kẻ ngoại lai thống hạ sát thủ cùng không biết là người là quỷ hứa giao so ra vậy cần dựa vào đánh lén giết chết hắn hung thủ ngược lại không đáng sợ như vậy đã trong nhà càng không an toàn kia hứa thành chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất kích nghĩ biện pháp bắt được hung thủ thân phận làm rõ ràng đối phương giết chết mình mục đích nguyên chủ việc xã giao không lớn mỗi ngày hành động phạm vi cũng liền trong nhà cùng công ty hai điểm tạo thành một đường thẳng hung thủ vô cùng có khả năng biết hắn bởi vì xử lý hắn sau ngay cả soát người cử động đều không có rõ ràng liền là chạy giết người đi rời nhà về sau hứa thành chen lên chen chúc vòng thành đoàn tàu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sát một tòa sắt thép thành thị ngay tại ngủ say bên trong thức tỉnh không khí là tối tăm mờ mịt nơi xa lượng lớn nhà máy ống khói ngay tại hướng lên bầu trời phun ra hắc vụ thế giới này bảo vệ môi trường vẫn chỉ là một cái mới phát khái niệm ô nhiễm khắp nơi có thể thấy được theo đoàn tàu lái về phía trung tâm thành phố chung quanh nhà lầu chậm rãi từ cũ nát biến thành trơn bóng xốc sách đường ống dây điện cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa một chiếc phi thuyền tại không trung chậm chạp tới lui phía dưới treo to lớn màn hình ngay tại phát ra cái nào đó thị nghị viên diễn thuyết đoàn tàu đến chạm về sau hứa thành thuận dòng người xuống xe một cước bước vào thượng thành khu thượng thành khu đường đi sạch sẽ không khí trong lành ven đường có trồng dài cây xanh người đi đường áo mũ chỉnh tề không thấy kẻ lang thang hoặc tên ăn mày cùng nước bẩn chảy ngang rác rưởi khắp nơi trên đất hạ thành khu so sánh nghiễm nhiên là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt hứa thành nhậm chức chính là york thành phố một nhà cỡ lớn tập đoàn công ty tại hạ thành khu người mắt bên trong liền là một phần phi thường thể diện công việc muốn cho hắn làm mai người đã không ít cứ việc công tác của hắn nhưng thật ra là người ghét chó ngại nhân viên bán hàng mà lại là tại tập đoàn thuộc hạ một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ đi làm đi bộ sau 30 phút, Hứa Thành đi vào một tòa văn phòng, tiến vào công ty sở thuộc tầng lầu. Từ thang máy sau khi ra ngoài, Hứa Thành lực chú ý liền trước nay chưa từng có đề cao quan sát đến mỗi một cái xuất hiện tại người trước mặt. Hung thủ nếu như không có được biết hắn khởi tử hoàn sinh lời nói, vậy hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn xuất hiện nhất định sẽ quá sợ hãi. Hứa Thành ngay tại quan sát có ai nhìn thấy hắn sau sẽ lộ ra phản ứng dị thường. Bất quá vừa mới đi vào công ty, hắn liền bị tiêu thụ quản lý Lục Vân Giao cho bắt được đưa đến văn phòng bên trong đi. Lục Vân Giao tuổi gần 30, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, mắt vượng mày liễu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng ánh mắt có chút lăng lệ, xem xét liền là tính cách kiên nghị độc lập nữ tính. Nàng hai tay khoanh ngồi trên ghế làm việc, khuỷu tay chống lên vĩ ngạn độ cong, nửa người dưới váy chỉ đen đôi chân dài có chút nhếch lên làm công ty thậm chí là cả tòa văn phòng nhan chị bảng xếp hạng no một lục vân giao hất ra một đoàn nữ thư ký mười mấy con phố thành thục đại tỷ tỷ khí chàng càng đem mới vừa từ trường học tốt nghiệp ngây ngô các cô gái nghiền thành cặn bã bình thường thanh niên tại nàng mặt trước đều là kẹp chặt hai chân ánh mắt trốn tránh không dám thở mạnh một chút hứa thành ngược lại là không có như vậy quẫn bách ép thương kỹ thuật đã sớm lô hỏa thuần thanh chỉ là hắn rất hiếu kỳ lục vân giao cái này nhan chị không đi làm minh tinh ăn ngon uống sướng thế mà chạy tới làm tiêu thụ như thế không tiền đồ công việc giải thích một chút đi lục vân giao môi đỏ khẽ mở dễ nghe tiếng nói làm cho lòng người ngọn nguồn ngứa một chút vì cái gì ngươi tháng này tiêu thụ công trạng trượt nghiêm trọng hứa thành vô ý thức mở miệng giải thích là bởi vì vân cho lâm di tuyết hắn bỗng nhiên tạm ngừng đầu óc bên trong hiện lên một chương ôn nhu khuôn mặt tươi cười lâm di tuyết đồng nghiệp của hắn hôm qua nhảy lầu tự sát cho nên nguyên chủ tối hôm qua mới có thể tâm tình không tốt lần đầu tiên chạy tới quầy rượu uống rượu bỏ qua ca đêm tàu điện ngầm là tâm tình gì không tốt là bởi vì nguyên chủ cùng lâm di tiết ở giữa sớm đã hỗ sinh tình cảm còn kém mở miệng thổ lộ cái chủng loại kia hứa thành đầu óc bên trong ẩn ẩn có chuyện quan trọng gì bị quên lãng nhưng lại nghĩ không ra bắt không được lâm di tuyết lục vân giao nao nao nhớ tới cái kia đến từ hạ thành khu đang làm việc bên trong cần cù chăm chỉ cô gái xinh đẹp nàng biết hứa thành cùng lâm di tiết quan hệ không ít tự mình thường xuyên giúp đỡ cho nhau ta biết ngươi cùng lâm di tiết quan hệ tốt lục vân giao chậm lại ngữ khí nhưng bi kịch đã phát sinh lại thương tâm cũng vô sự vô bổ ngươi vẫn là phải lo lắng nhiều mình cũng muốn cân nhắc phần công tác này kiếm không dễ hứa thành nhẹ gật đầu yên tâm đi lục quản lý ta sẽ làm việc cho tốt hắn biểu lộ thành khẩn ánh mắt chân thành tha thiết lại tại thừa cơ lặng lẽ quan sát lục vân giao bộ mặt biểu lộ hung thủ có phải hay không là vị này thành thục mê người lục quản lý khả năng không lớn bởi vì song phương không có xung đột lợi ích cũng không có thù riêng hận cũ tại chỗ làm việc bên trên lục vân giao còn rất chiếu cố hứa thành lúc trước chính là nàng đánh nhịp đem không có kinh nghiệm làm việc hứa thành chiêu tiến đến gặp hứa thành thái độ thành khẩn lục vân giao hài lòng nhẹ gật đầu tích hiệu khảo hạch ta sẽ trước đè ép, tháng sau ngươi phải cho ta một cái hài lòng thành tích, trở về công việc đi. Vậy ngài trước bận biểu, hứa thành đi ra văn phòng, phát hiện trong công ty không khí giống như bình thường, không có chút nào bởi vì lâm di tiết tự sát mà phát sinh biến hóa. Tại cái này tội ác chi đôi gióc thành phố bên trong, mọi người sớm đã thường thấy tử vong, một cái hạ thành khu nữ hài tự sát, thậm chí ngay cả đề tài nói chuyện cũng không bằng. Hứa Thành trở lại cương vị của mình, bắt đầu chỉnh lý hôm qua không có làm xong công việc. Một cái màu hồng phong thư theo văn kiện kẹp bên trong rơi ra đến, Hứa Thành nhặt lên mở ra xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là Lâm Di Tuyết viết cho hắn. Thổ lộ thư, không biết lúc nào là nhét vào cặp văn kiện bên trong, khả năng ngay tại hôm qua hứa thành đối lâm di tiết không có cảm giác gì, mà lâm di tiết lại là nguyên chủ mối tình đầu, đối nàng tử vong căn bản là không có cách tiếp nhận. Mới có thể tại tối hôm qua lần thứ nhất chạy tới quầy rượu mua say. Hắc ngay tại hứa thành thất thần lúc, phía sau bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, đem thổ lộ thư đoạt đi. Hứa thành về sau xem xét, một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ hài đứng tại phía sau, mang trên mặt nụ cười để cho ta nhìn xem là cái nào không có mắt viết thư tình cho ngươi cô bé này gọi Annie nửa năm trước vừa gia nhập công ty tính cách hoạt bát sáng sủa cùng mỗi cái người quan hệ đều cực kỳ tốt mà lại tướng mạo xinh đẹp trong công ty rất nhiều nam đồng sự đối nàng đều có ý tứ hứa thành không có cướp về tin hắn đã sớm nhìn qua bên trong không địa phương gì đặc biệt Annie đọc nhanh như gió thô sơ giản lược quét một lần, bản còn có chút xem náo nhiệt bộ dáng, nhưng nhìn thấy là khoản tên là Lâm Di Tiết lúc mới nao nao. Không nghĩ tới Lâm Di Tiết còn cho người viết qua thư A, Annie đem tin lắp trở lại, đưa trả lại cho hứa thành. Thật tốt đi, người chết không thể phục sinh, người cũng đừng quá thương tâm. Hứa thành cũng không có đả thương tâm, nhưng vì duy trì người thiết lập, cũng không thể không một mặt nặng nề nhẹ gật đầu đúng rồi annie bỗng nhiên vỗ tay một cái có khách hộ đưa cho ta hai tấm vé xem phim ngươi có ý kiến gì hay không hứa thành mười phần kinh ngạc nói ngươi cái kia hộ khách có bị bệnh không một bộ phim để ngươi nhìn hai lần annie nàng tức giận đến đứng lên bất mãn nói hứa thành như ngươi loại này thẳng nam tính cách nếu là không đổi một chút ta nhìn ngươi về sau làm sao tìm được bạn gái người năng lực rất mạnh hiện tại là của ta đồ cắp giả một phong thần bí thư nghe chọn bộ tại mê truyện audio com sáng sớm hôm qua lâm di tiết tại trước mắt bao người nhảy lầu tự sát hứa thành ngay tại lâm di tiết bên người hắn tận mắt nhìn thấy lâm di tiết tại mở ra một phong tin sau khi xem xong cả người liền biểu lộ ngốc trệ thần sắc hoảng hốt đi đến bên cửa sổ nhảy lầu tự sát chờ mắt nhìn xem mối tình đầu tự sát, nguyên chủ thâm thụ đà kích oán hận mình không có kịp thời cứu Lâm Di Tuyết. Đồng thời cũng ý thức được Lâm Di Tuyết tự sát nhìn đằng trước kia phong thư khẳng định không thích hợp. Sau đó hắn còn tại Lâm Di Tuyết di vật bên trong tìm kiếm qua, chỉ là không có tìm tới, mà vào lúc ban đêm uống rượu xong về nhà liền bị người cho thọc. Rất khó để người cảm thấy trong này không quan hệ hứa thành sau khi xuyên việt bị mẫu thân cùng muội muội luân phiên kinh hãi ngược lại là đem cái này chuyện quan trọng quên mất a à, đồ vật đều ở đây uể oải nhân viên quản lý từ trong khố phòng ôm ra một cái thùng giấy đặt ở hứa thành mặt trước lâm di tiết bộ phận làm việc vật dụng đều thu ở chỗ này chờ lấy xử lý hứa thành tại thùng giấy bên trong cẩn thận lục lọi lên cũng không có tìm được trong trí nhớ kia phong thư Kỳ thật hôm qua hắn liền đến đi tìm một lần không tìm được, hiện tại chẳng qua là một lần nữa xác nhận một lần thôi. Hắn hướng nhân viên quản lý hỏi: "Đồ đạc của nàng tất cả đều tại cái này sao?" Nhân viên quản lý ngáp một cái: "Từ nhân vật dụng tối hôm qua bị mẫu thân của nàng mang về, ngươi lại nhiều lần đến cùng đang tìm cái gì nha, không có gì." Hứa Thành lắc đầu, quay người rời đi nhà kho, đụng phải đứng ở ngoài cửa Enny người có phải hay không áp lực quá lớn, Annie nhìn từ trên xuống dưới hứa thành. Phải không xin phép nghỉ đi về nghỉ một chút, công ty của chúng ta trong thời gian ngắn cũng không thể lại có người nhảy lầu tự sát, không phải chủ nhà sẽ lên cửa tìm phiền toái. Nàng mặc dù ngữ khí mang theo trêu chọc nhưng vẫn là có thể nghe ra một điểm quan tâm. Yên tâm đi, coi như ta muốn chết, cũng là chết trên giường hứa thành nhìn xem Annie bích hai mắt màu xanh lam đột nhiên hỏi hôm qua thiên di tiết tự sát thời điểm ngươi có chú ý đến hay không nàng đang nhìn một phong thư cái gì thư Annie nghiêng đầu một chút hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi cũng cho nàng viết thư tình không có gì bất quá ngươi nói không sai ta đúng là nên xin nghỉ hứa thành vòng qua Annie thẳng đến lục vân giao văn phòng thuận lợi mời đến nửa ngày nghỉ hắn từ công ty rời đi, dựng vào vòng thành đoàn tàu trở lại hạ thành khu. Cứng rắn một chút xe, đục ngầu không khí chạm mặt tới, mấp mô mặt đường, dối bởi người đi đường, nơi xa vang dội quan trị an đuổi bắt tội phạm còi báo động âm thanh. Hứa thành tại hình mạng nhện phố lớn ngõ nhỏ bên trong ngang qua, dựa theo ký ức tìm kiếm lâm di tiết nhà, rất mau tới đến một cái lão phá trong cư xá. Một cái lão nhân ngay tại dưới lầu hóng mát, hứa thành đi qua, lộ ra nụ cười hiền hòa. Đại gia, trên lầu 604 là Lâm Di Tuyết nhà sao? Đại gia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Cái gì Lâm Tuyết? Lâm Di Tuyết cái gì di tiết a, Lâm Di Tuyết a, Lâm Di cái gì, ngài nghỉ ngơi đi, có ngay. Hứa thành cáo biệt đại gia, bỏ lên trên vừa có thang máy cựu lâu, vòng qua chất đầy tạp vật hành lang, hứa đến sáu tầng số 604, lâm di tiết ra môn trước. Cả tòa lâu đã không có nhiều ít người thuê, hoàn cảnh âm u ẩm ướt, đèn điện lúc sáng lúc tối, đột xuất một cái kinh dị bầu không khí. Hứa Thành đưa tay đè lên số 604 chuông cửa, cách một hồi, bên trong cửa phòng mở ra, một cái thần sắc tiều tụy phụ nữ trung niên cách cửa trống trộm đánh giá hắn, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Người có chuyện gì sao? Hứa Thành nhận ra đây là lâm di tuyết mẫu thân vương cầm, lấy trước ở công ty gặp qua. Hứa Thành đối vương cầm ấn tượng cũng chẳng ra sao cả, bởi vì vương cầm mỗi lần đi tìm nữ đều là đòi tiền, đem nữ xem như máy ATM bất quá bây giờ có việc cầu người, hứa thành cũng đoan chính thái độ, nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. a di à ngày tốt ta là di tiết đồng sự, chúng ta lấy trước thấy qua, nàng chi trước hướng ta cho mượn một chút tư liệu cầm lại nhà, xin hỏi những tài liệu kia vẫn còn chứ? vương cầm xác thực nhận ra hứa thành rốt cuộc gương mặt này rất khó khăn quên, nàng nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta không rõ ràng, chính ngươi tiến đến tìm một chút đi kia quấy giày. Hứa thành tại cửa ra vào thay đổi dép lê, vừa mới vừa đi vào cửa lớn, đã nghe đến nồng đậm tiêu mùi khói, hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng, cũng tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Vương cầm hướng về phòng bếp đi đến. Người đến rất đúng lúc, nếu như muộn một chút, liền không tìm được đồ vật hứa thành theo tới phát hiện trong phòng bếp có cái thùng sắt ngay tại đốt đồ vật bên cạnh chất đống một chút văn kiện giấy chứng nhận mấy món quần áo cũ bên cạnh còn có một bộ đen trắng di ảnh di ảnh bên trong lâm di tiết mang theo nhàn nhạt mỉm cười để người khó mà tin tưởng như thế thanh xuân mỹ lệ nữ hài đã mất sớm vương cầm chỉ vào trên đất văn kiện giấy chứng nhận ta tại thiêu hủy những vật này ngươi tìm một chút nhìn xem hứa thành cúi người làm bộ tìm kiếm không có tìm được hắn muốn kia phong thư tùy tiện nhặt lên một cái bản bút ký a à di đây đều là di tiết di vật tại sao muốn thiêu hủy vương cầm ngồi xổm xuống tiếp tục hướng lửa trong thùng ném đồ vật người đều chết rồi còn tiếp tục lưu những vật này làm cái gì giọng nói của nàng đạm mạc, nếu như không phải thần sắc tiểu tị cùng hốc mắt sưng đỏ, hứa thành cơ hồ đều muốn coi là chết đi lâm di tiết không phải nàng thân sinh. Hắn thử dò xét nói, di tiết tại trong lòng ngài, là một cái dạng gì người,